Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Inbox Gaming nha. Bây giờ mình sẽ chơi điểm hình huyền thoại cho các bạn xem. Hiện tại là rank của mình xếp hạng của mình là đang ở trong bạc bạc 3 nha các bạn. Mình chơi cũng không có giỏi lắm. Các bạn còn nhớ cái vụ mà chơi Teamwork Support Mid á, hỗ trợ ở đường giữa mà bị ăn ban 14 ngày không các bạn? Đó, mình sẽ thử, mình sẽ chơi liều luôn cái account, cái account game của mình chơi liều luôn. Nhưng mà đây đây là chỉ là đánh thường thôi chứ không phải đánh hạng nha. Đánh hạng mình chắc chắn bị ăn ban rồi, tại vì trong đánh hạng là nó rất Riot nghiêm khắc lắm, nghiêm khắc hơn cả đánh thường nữa, cho nên mình chỉ đến thường thôi. Nhưng nếu như đến thường thì chắc có lẽ là nếu như mà Riot nhân từ á sẽ tha cho mình. Và thật ra hôm nay mình chỉ đi kiểu như là test thử coi cái chiến thuật Teemo hỗ trợ ở đường giữa này có thật sự là hiệu quả không. Cho nên nếu như mà các bạn thấy hiệu quả thì các bạn cho mình một nút like và subscribe và bình luận ở dưới nhé, cho mình ý kiến thêm cái meta nào các bạn muốn mình chơi trong tương lai và mình sẽ chơi cho các bạn xem. Ok. Mà tội cho ADC của mình nó chỉ đi đi lane một mình thôi. Đúng rồi, mình sẽ lấy cái support item ta ở đây đây. Đúng rồi, ủa sao FPS thấp như vậy các bạn, buồn ghê. Nếu mà quay game này FPS nó xuống thấp luôn á. Xuống thấp kinh kinh như vậy luôn. Mình sẽ cố gắng là không gì ta
Mình sẽ cố gắng không không lấy form của nó. Sẽ cố gắng không lấy form. Mình sẽ đánh liều luôn. Nếu như mà mình bị ăn permanent ban nó là coi như là thôi. Chỉ xua đuổi xua đuổi Sarah thôi. Ok, mình sẽ giả bộ giống như là đi ra khỏi land và mình sẽ đi roam. Mà như là Lắc quá các bạn.
Mà cũng đủ để cho ADC của mình và mid của mình lên cấp 6 lại hơn. Mình cũng buồn ghê, tại sao Timo Rework lại không được phát hành ngay trong server này. FPS của mình cũng xuống thấp dữ luôn á. Sao Serat lại lên cấp nhanh hơn? Thank you.
Ấy hí. Chán ghê. Vậy giờ này nóng quá các bạn ơi. Hãy vậy như Timo support thôi cũng hiệu quả chứ. Trời đất ơi, ba thằng xài Landscraper luôn.
Để sao sống nổi. Gì vậy? Đò nữa, bực chưa luôn. Nà, sao so với ADC của mình cãi lộn chán ghê luôn á. Trời đất ơi. Tụi này toàn là ghế sớm ăn hành không các bạn à. Fairy tale.
Chạy. Vậy rồi này ta là lên sweeper không mà gấp à không mấy quét thắng rồi, GG easy. GG easy các bạn.
Ok, chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi, và mình mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình cách bấm like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.